Trong trận đấu tối 16 tháng 11, Argentina đã phải nhận thất bại 0-2 trước Uruguay. Dù bước vào trận với chuỗi 14 trận thắng liên tiếp và 34 bàn thắng ấn tượng, đây là lần đầu tiên kể từ sau chiến thắng World Cup 2022, đội bóng của Lionel Scaloni không thể giữ sạch lưới. Tại sân La Bombonera, Argentina đã không thể chống đỡ trước sức mạnh của Uruguay, đội vừa có chiến thắng 2-0 trước Brazil. Uruguay mở tỷ số ở phút 41 nhờ công của Araujo và sau đó Nunes ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 87. Messi, dù chưa lấy lại phong độ tốt nhất, vẫn là tâm điểm của hàng phòng ngự Uruguay. Anh có cơ hội từ các pha đá phạt nhưng không thể khai thác thành công. Trận đấu chứng kiến nhiều pha vào bóng quyết liệt từ cả hai đội với không ít tình huống nóng bỏng. Điều này thể hiện rõ ở việc Messi mất bình tĩnh trong một pha va chạm với trung vệ Matheus Oliveira. Argentina, dù nỗ lực trong suốt trận đấu, không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Uruguay. Thất bại này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng của đội bóng áo sọc trắng xanh trước những thử thách sắp tới.